Năm 2024, Cụm thi đua các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc tiếp tục chú trọng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, triển khai thực hiện hiệu quả đề án tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025, đẩy mạnh công tác nhân rộng các phong trào thi đua, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, các sáng kiến, điển hình tiên tiến để các tỉnh học tập, tăng cường giao lưu, hợp tác, liên kết và phát triển giữa các vùng của các tỉnh trong cụm thi đua. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đề nghị thời gian tới, các tỉnh trong cụm bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với thực hiện tốt nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, cũng như chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả. Nhân dịp này, các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác triển khai hoạt động của cụm thi đua được biểu dương, khen thưởng. Cụm thi đua đã trao biểu trưng ủng hộ 350 triệu đồng cho phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Bắc Cạn và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2024.